Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo cầu Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ giữa vua cờ Mikhail Tal và một kỳ thủ có tên là NN Ván cờ diễn ra tại Nga năm 1963 Đây cũng là yêu cầu mà mình nhận được từ các bạn Phạm Hùng, bạn Nguyễn Thị Bảnh và bạn Trương Lâm hay là Trường Lâm gì đó NN là viết tắt của từ No Name Có nghĩa là một kỳ thủ vô danh Đối với một kỳ thủ vô danh thì chắc chắn cửa thắng sẽ là khá cao rồi nhưng mà cái cách Mikhail Tau giành được chiến thắng mới đáng để được nhắc đến. Mời bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Mikhail Tau được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Ông no nêm đáp trả bằng nước tốt C5. Triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã F3. Đen đi tốt D6. Trắng để tốt D4 gạ đổi. Tốt đen là tốt trắng. Mã trắng ăn lại tốt đen. Đen phát triển mã F6 tấn công tốt trắng E4. Trắng nhảy mã C3 bảo vệ E4 Đen để tốt A6 ngăn mã hoặc tượng trắng B5 Hình thành biến lay đóp nổi tiếng trong khai cuộc phòng thủ Sicilian Trắng phi tượng lên G5 tấn công mã đen Đen để tốt E6 mở đường cho tượng lên E7 để chuẩn bị nhập thanh Trắng đẩy thì tốt F4 Đen cũng để tốt B5 triển khai tấn công lệch cánh Trắng đẩy tiếp tốt E5 tấn công mã đen và gạ đổi tốt Do mã đen đang bị ghim không thể di chuyển Cho nên đen đành phải đổi tốt với trắng Tốt trắng ăn lại E5 Tiếp tục dồn thêm quân tấn công mã đen Và quân mã đen chắc chắn sẽ phải chết Tuy nhiên đen cũng có giải pháp cho riêng mình Đó là lên hậu C7 Để nếu mà tốt trắng ăn mã đen Thì hậu đen E5 chiếu bắt lại tượng Ván cờ sẽ cân bằng Do đó ở ván cờ thực tế Trắng chưa vội ăn mã đen mà lên hậu E2 che chắn cho vua và chuẩn bị nhập thành. Đen nhanh chóng chạy mã về D7 kết hợp với hậu tấn công lại tốt trắng E5. Trắng không tìm cách bảo vệ quân tốt trung tâm mà nhanh chóng nhập thành và mời đen ăn tốt. Tuy nhiên tốt E5 này bây giờ chính là con tốt tẩm độc. Nếu đen hạ mồ lấy mã ăn tốt trắng E5 thì trắng sẽ thí mã ăn tốt đen B5 và tấn công hậu đen. Tốt đen ăn mã trắng thì trắng sẽ thí tiếp cả hậu để ăn lại mã đen. Hậu đen ăn hậu trắng thì xe trắng D8 chiếu hết. Một cái bẫy tấn công cực kỳ sắc bén với miếng mồi là quân tốt tẩm độc. Trường hợp đen không lấy tốt ăn mã trắng thì chắc chắn sẽ phải chạy hậu. Nhưng vẫn phải duy trì bảo vệ ô D8 ngăn xe trắng vào xuống chiếu. Khi đó hậu trắng sẽ thịt mã đen làm bàn đạp cho mã nhảy vào C7 chiếu tô đen ăn mã trắng thì hậu trắng ăn mã đen. Do hậu đen đang phải duy trì bảo vệ ô D8 cho nên đen sẽ lấy xe ăn hậu trắng. Tượng trắng ăn B5 chiếu và đen sẽ bị chiếu hết sau một nước nữa. Trở lại ván cờ thực tế. Đen mặc dù là một kỳ thủ vô danh nhưng ông cũng rất tỉnh và đẹp trai khi không ăn quân tốt E6 của trắng mà lựa chọn lên tượng B7 kiểm soát đường treo lớn. Ấy thế nhưng mà không ngờ trắng thí mã ăn tốt đen E6 Và mình tính đánh, đánh giá đây là nước đi tiên tài Tiên tài cũng phải chết Tốt đen ăn mã trắng Trắng phi hậu nên G4 tấn công tốt đen E6 Ở đây thì đen nên phát triển mã C6 Chấp nhận bị mất tốt Hậu trắng ăn E6 chiếu thì đen nên tượng E7 cản chiếu Tượng trắng ăn tượng đen thì mã đen ăn về Và nhìn chung vẫn chống đỡ được Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen vì tiếc quân tốt cho nên đi hậu B6 để bảo vệ cho tốt E6. Và đây là một sai lầm nghiêm trọng, một nước đi blunder. Chớp lấy sai lầm này trong phi xe dụng D6 phế xe để tấn công hậu đen. Và máy tính tiếp tục đánh giá, đây là nước đi thái tiền. Thì... Ở đây thì đen nên phế hậu ăn xe trắng. Tốt trắng ăn hậu đen thì đen nhảy mã C5 bảo vệ tốt E6. Trắng để tốt B4 tấn công mã đen thì đen phát triển mã D7 lên cái song mã vẫn duy trì bảo kê cho tốt E6. Như vậy sẽ kéo dài được cái nỗi đau ra thêm. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen không phế hậu ăn xe trắng mà lấy tượng thịt ngay xe trắng. Nước đi này đã cản mất đường hậu đen bảo vệ tốt. Hậu trắng ung dung ăn tốt E6 triệu Đen chỉ có thể chạy vua F8 hoặc là lùi tượng về cản chiếu. Đương nhiên, nước tốt nhất cho đèn là chạy vua F8. Trắng tiếp tục gây sốc khi phi tượng lên C5. Thí tượng! What? Và máy tính tiếp tục đánh giá. Đây là nước đi thiên tài. Nếu không ăn tượng trắng thì hậu trắng F7 chiếu hết. Do đó, đèn đành phải ăn tượng trắng. Chỉ chờ có thế thì xe trắng F1 chiếu. Nên không có phương áo nào tốt hơn ngoài việc phải nhảy mã F6 cản chiếu và thí mã. Nếu tốt trắng ăn mã đen thì đen sẽ thí tượng phi vào F4 chiếu bắt hậu. Và với lực lượng quân sự áp đảo như này thì dù có là vua cờ cũng sẽ phải đại bại. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, thật tiếc cho ông NoName khi đối diện với ông lại chính là vua cờ Mikhail. Ông không lấy tốt ăn mã mà lại lấy xe ăn mã chiếu! và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thiên tài đen chỉ có nước duy nhất là phải ăn xe trắng và cuối cùng tượng trắng h 6 chiếu hết ván cờ vẻn vẹn có 19 nước đi mà mi khai thao tung ra đến bốn nước đi thiên tài độ chính xác tuyệt đối 100% kinh khủng tởm Thực ra ông Nô nem đánh cũng rất tốt, độ chính xác gần 80% và chỉ có một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng trước một đối thủ tầm cỡ như Mi Khai thì một sai lầm nhỏ đã dẫn đến hậu quả khôn lường rồi. Chứ nói gì đến sai lầm nghiêm trọng nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.